Ngay còn đi học, ai mà chẳng mong tất cả những bài thi của mình đều được điểm số tuyệt đối. Với những người khá lười biếng như tôi, thì đó không chỉ là mong muốn, mà còn là một ước vọng hão huyền. Nhưng rồi một ngày, tôi bất ngờ phát hiện ra một nghi thức có thể khiến cho người thực hiện như có được một tấm bùa hộ mệnh. Một tấm bùa giúp họ có điểm số tuyệt đối trong tất cả những bài thi. Có lần, tôi thấy một vài bạn nữ trong lớp kín đáo truyền tai nhau rằng họ đang thực hiện nghi thức có tên là điểm 10. Khi tôi suy nghĩ kỹ, thì nhận ra rằng quả thật mấy bạn nữ này đều có thành tích rất tốt trong kỳ thi vừa rồi. Điều này quả thật đã khiến lòng tò mò trong tôi bị chạm trúng. Nghi thức đó là gì? Và quả thật nó có thể mang đến lợi ích khủng khiếp như thế hay sao? Tôi rất muốn hỏi cụ thể, nhưng tôi không dám. Họ đều là những cô nàng xinh đẹp và ở tầng cao nhất trong cái xã hội thu nhỏ của ngôi trường này. Cách mà họ nói với nhau về nghi thức điểm 10 cũng rất kỳ lạ. Họ cười một cách kín đáo với nhau và gần như là thầm thì khi nhắc đến nó. Tôi chỉ có thể nghe lỏm được trong một lần tình cờ. Khi về nhà, tôi vội vã xúc xảo trên mạng về nghi thức điểm 10 để tìm kiếm thông tin. Chẳng có bất kỳ nơi nào trên internet có đăng tải về nghi thức này cả. Điều này khiến lòng tôi vô cùng chán nản. Rõ ràng là có người không cần học hành gì cũng đạt được điểm cao. Tại sao người đó lại chẳng phải là tôi? Tôi ao ước rằng mình sẽ biết được cái nghi thức thực hiện đó là gì. Nếu như vậy, tôi chẳng cần phải còng lưng học hành chi cho mệt, cũng hơn được khối đứa trong lớp. Nỗi ám ảnh về nghi thức ấy cứ lơ lửng trong đầu tôi cả ngày lẫn đêm, như một khối gì nặng trịch. Rốt cuộc, khao khát của tôi cũng đã được hồi đáp. Vào một đêm, tầm khoảng 12 giờ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ có nội dung. Nhấp vào đường link sau để đọc thông tin về nghi thức 10 điểm. Dòng chữ ấy khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi vội vàng nhấn vào để xem. Trang web ấy có giao diện kỳ cục và khá khó nhìn. Tôi tóm tắt lại cách thực hiện nghi thức ấy như sau. Nghi thức 10 điểm được thực hiện khá đơn giản. Theo như thông tin mà trang web đề cập, thì ở mỗi ngôi trường đều có một quỹ điểm, tức là một thực thể kỳ bí nắm trong tay đáp án của tất cả các bài thi. Chỉ cần tôi sử dụng máu của mình ghi lên tấm bảng đen của lớp học một dòng chữ. Sang ngày hôm sau, nếu dòng chữ trên tấm bảng biến mất, nghĩa là quỹ điểm đã đồng ý với thỉnh cầu của tôi. Bên dưới bài viết còn có một câu khá rùng rợn: bạn có sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả hay không? Lời cảnh báo ấy khiến tôi có phần chùn bước. Dẫu sao, cái nghi thức này có vẻ tà quái, biết đâu nó lại đem đến cho tôi những phiền phức không đáng có thì sao? Tôi đánh bạo họ Jessica, một trong những cô bạn tôi biết là đã thực hiện nghi thức này, rằng việc thực hiện nghi thức 10 điểm liệu có nguy hiểm hay không. Jessica ra vẻ bí ẩn, rồi nói rằng không có gì nguy hiểm cả, miễn là tôi đừng rêu ra chuyện này cho nhiều người biết là được. Nhưng cô nàng ấy xăm soi tôi từ trên xuống dưới, rồi cười mỉa mai và nói rằng cậu không thể thực hiện nghi thức ấy đâu, cậu không đủ xinh đẹp. Jessica bỏ lại một câu nói khó hiểu rồi rời đi. Việc thực hiện nghi thức này thì có liên quan gì đến chuyện đẹp hay xấu? Thái độ hợm hĩnh đó khiến tôi quyết tâm phải làm cho bằng được. Chẳng phải chính cô ta cũng đã đảm bảo là sẽ không nguy hiểm rồi hay sao? Mặc kệ, tôi vẫn làm. Cảm giác được đứng đầu khiến tôi tò mò chết đi được. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đợi tất cả mọi người về hết, tôi dùng máu của mình ghi lên bảng dòng chữ: nguyện dâng lên đôi mắt, bàn tay và khối óc này cho quỷ điểm. Sang ngày hôm sau, dòng chữ ấy đã biến mất. Đó chính là báo hiệu cho chuỗi chiến thắng của tôi. Tôi nhanh chóng đạt điểm cao ở tất cả những kỳ thi một cách kỳ dị. Dẫu tôi viết nhăn viết cuội hay thậm chí là nộp giấy trắng, thì kết quả vẫn luôn là điểm 10. Điều này khiến tôi say trong men chiến thắng. Thậm chí, điểm số tôi còn cao hơn cả những cô nàng đã làm nghi thức điểm 10 trước đó. Điều này khá khó hiểu. Chẳng lẽ những người mới thực hiện sẽ được ưu ái hơn chăng? Và ngoài ra, đúng như Jessica nói, chẳng có bất kỳ hậu quả nào đối với người đã thực hiện nghi thức. Nhưng rồi sau đó, một sự việc tôi không thể lường trước được đã xảy ra. Đó là một vụ bê bối cực kỳ chấn động nổ ra trong trường tôi. Có người tố cáo rằng một vài học sinh nữ đã chấp nhận đi chơi với một thầy giám thị trong trường để đổi lấy việc được biết trước đề thi. Nhờ vậy, họ có thành tích rất tốt trong các kỳ thi trước đó. Nhưng nữ sinh này gọi đó là nghi thức điểm 10. Điều này khiến tôi cực kỳ bất ngờ. Nếu như đây mới thực sự là nghi thức mà đám con gái nói trước đó, vậy thì cái nghi thức mà tôi đang thực hiện là gì? Nhắc lại mới nhớ, nghi thức tôi làm có tên là 10 điểm, của họ lại tên là điểm 10, chia đạo lộn trật tự con chữ, nhưng khác nhau như trời với đất. Lúc này, tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên, như tiếng gọi hồn của quỷ dữ. Bạn đã sẵn sàng trả cái giá của mình chưa? Đầu của tôi bắt đầu đau âm ỉ,
mắt mờ dần đi, còn bàn tay thì rung lên bần bật mất kiểm soát. Khi Linh chuyển đến học ở trường tiểu học này, chẳng có ai chơi với nó. Có lẽ tại nó không xinh xắn, nhà lại nghèo, thường ăn mặc lụm thụm, nên chẳng có đứa nào muốn đến bắt chuyện làm quen. Lũ bạn trong lớp hay lấy nó ra để trêu đùa chọc ghẹo, khiến nó buồn lắm. Nhưng rồi một ngày, có ba đứa bạn trong lớp nói muốn rủ Linh đi chơi với chúng nó. Linh nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Nhưng nó nào có biết được, thật ra đây cũng chỉ là trò vui mới mà tụi kia bày ra. Ba đứa kia bảo là chiều nay, sau khi giờ học kết thúc, Linh hãy cùng tụi nó ở lại trường để chơi trốn tìm. Tụi nó sẽ là người đi trốn, còn Linh sẽ là người tìm. Con Hoa, con bé cầm đầu cả đám nói với Linh, mày nhớ là phải tìm cho đủ ba đứa tụi tao đó, mày nhớ chưa? Nhớ phải đếm cho đủ ba đứa đấy. Linh thấy vậy thì vội đồng ý, tuy rằng nếu hôm nay nó về muộn thì sẽ bị bố mẹ mắng. Nơi đây là một khu vực gần với biên giới, nạn bắt cóc trẻ em rất hay xảy ra. Những đứa trẻ lúc nào cũng phải về nhà ngay, chứ không được lang thang bên ngoài khi trời sập tối. Nhưng cơ hội để chơi với đám bạn trong lớp thì Linh lại không nỡ từ chối. Chiều hôm đó, khi mọi người về nhà hết, sân trường chẳng còn ai, cả bốn đứa ở lại để chơi trốn tìm. Cả Linh vội vàng nhắm mắt lại để chờ đám bạn đi trốn. Tụi con Hoa cười khúc khích, chúng chỉ đợi đến lúc này thôi. Ba đứa muốn lừa Linh một vố, đợi Linh nhắm mắt lại, chúng cùng nhau chạy về hết. Nhưng Linh thì chẳng mảy may nghi ngờ, trong ánh chiều đã nhập nhèm tối. Con bé đi hết cả sân trường, đến từng dãy hành lang, từng lớp học để tìm kiếm ba người bạn của mình. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai. Nó cứ đi tìm mãi, tìm mãi. Ngày hôm sau, cả đám con Hoa lên trường thì nghe tin Linh đêm qua không về nhà, nó đã mất tích. Người ta bảo chắc có thể nó đã bị bắt cóc rồi bán sang biên giới rồi. Tụi con Hoa nghe thế thì sợ hãi lắm. Ai mà ngờ trò đùa cho vui của chúng nó lại gây nên cơ sự như vậy. Sau đó, một sự việc kỳ lạ hơn nữa xảy ra. Cả ba đứa đám con Hoa lại mất tích. Học sinh trong trường đồn thổi là có thể con Linh đã chết rồi về bắt hồn chúng nó đi. Nhưng sau thì cảnh sát cũng đã bắt được một người đàn ông là tay buôn người qua biên giới. Ông ta chính là người đã bắt cóc tụi con Hoa. Nhưng thật kỳ lạ, ông ta cứ nói rằng đã có một đứa trẻ chỉ chỗ cho mình. Nó nói với ông phải tìm cho bằng được, phải đếm đủ ba đứa. 1, 2, 3. Những ngày đi học của tôi là một cơn ác mộng. Tôi là một nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Những đứa trẻ bị bạo lực học đường thường cứ suy nghĩ mãi về lý do tại sao chúng lại phải chịu đựng tất cả những điều cay nghiệt này. Nhưng rồi rất lâu về sau tôi mới hiểu được, chẳng có lý do gì cả. Cái ác có thể đến với bất kỳ ai. Vira chính là đứa cầm đầu tất cả những đứa trong lớp bắt nạt tôi. Chúng hả hê khi ngày ngày hùa vào nhau để ăn hiếp một kẻ yếu. Có thể là lý do tại sao lại căm ghét tôi, chúng cũng đã quên rồi. Một kẻ bị cô lập lại trở thành chất keo kết dính, khiến tình bạn của những đứa khốn nạn đó gắn kết hơn bao giờ hết. Thật là nực cười. Những trò như cắt tóc, đánh đập, giấu cặp vở hay nhốt trong tủ chứa đồ đã là những chuyện mà chúng chơi đến chán. Rồi đến một ngày, Vira bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô ta muốn tôi chơi một trò gọi hồn ngay tại lớp học. Đó là một nghi thức gọi hồn cực kỳ đáng sợ. Vào nửa đêm, trong căn phòng không một chút ánh sáng, người thực hiện gọi hồn phải dùng máu của chính mình để vẽ lên một hình ảnh ma quái của một con quỷ có thân là người nhưng lại có đầu là một con dê rừng. Sau đó liên tục đọc những câu văn tự để triệu hồi. Nếu triệu hồi thành công, người chơi sẽ bị con quỷ ấy cấu xé cho đến chết. Khi đó, tôi đã quỳ xuống cầu xin Vira hãy tha cho tôi. Tôi quá sợ hãi để thực hiện nghi thức điên rồ ấy. Nhưng phản ứng của tôi chỉ khiến lũ bạn trở nên hưng phấn hơn. Tôi càng van cầu, chúng lại càng vui sướng. Vào cái đêm định mệnh ấy, lũ bạn nhốt một mình tôi bên trong lớp học. Phòng học vốn đã là cơn ác mộng đối với tôi, trong đêm tối lại càng tăng thêm sự kinh hãi. Tôi run run vẽ một hình thù ma quái trên bảng đen, bằng chính máu chảy ra từ ngón tay của mình. Hình vẽ một con quỷ mình người đầu thú dần xuất hiện dưới những nét vẽ của tôi. Sự sợ hãi dâng trào lên đỉnh điểm. Bên ngoài lớp học, đám bạn tôi cười phá lên một cách vui sướng. Tâm trí tôi như một tấm kính vốn đã có nhiều vết nứt, nay đã vỡ vụn. Tự như có một thứ gì đó bên trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Cú sốc ấy đã đánh gục toàn bộ linh hồn của tôi. Chẳng có con quỷ nào xuất hiện khi tôi thực hiện xong nghi thức cả. Cũng phải thôi, những con quỷ thực sự
chính là những kẻ đang đứng ở ngoài lớp học kia. Nhưng sau đó, tôi lại chẳng thể ngờ được, nghi lễ triệu hồi con quỷ ấy không chỉ là ác mộng của riêng mình tôi. Vì tất cả những kẻ bắt nạt tôi lần lượt phải hứng chịu những tai nạn bí ẩn, nhưng lại vô cùng khủng khiếp. Nghi thức ấy không chỉ là nỗi sợ hãi của tôi, mà còn là thứ gieo rắc tai ương đến những kẻ đã khởi xướng nó. Đứa thì gặp tai nạn giao thông, đứa thì chấn thương nghiêm trọng phải rời khỏi đội tuyển thể thao, đứa thì bị gãy tay rồi phải bỏ dở giấc mơ trở thành nghệ sĩ đàn. Tất cả bọn chúng, một ai cũng không thể thoát. Tôi dần dần nhận ra, vào cái đêm định mệnh ấy, con quỷ mà tôi triệu hồi chẳng biết khi nào đã trở thành vị thần hộ mệnh. Nó báo thù những kẻ đã bạo hành tôi suốt thời gian qua. Lúc này, một suy nghĩ kỳ lạ bỗng bật ra trong đầu tôi. Tôi muốn thực hiện nghi thức ấy một lần nữa. Tôi muốn gặp vị thần hộ mệnh mà mình đã vô tình triệu hồi. Hôm ấy, một lần nữa tôi đứng trong căn phòng tối đen như mực của lớp học vào nửa đêm. Nhưng lần này, cảm giác sợ hãi đã chẳng còn. Cũng giống như lần trước, nghi lễ thực hiện xong xuôi, nhưng tôi vẫn không thấy gì. Tôi không thể nhìn thấy được con quỷ ấy chăng? Thế nhưng, tôi bỗng rùng mình khi nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu trên tấm cửa kính của lớp học. Đó là một kẻ với gương mặt tràn ngập thù hận và ác ý. Một gương mặt đang tìm kiếm thú vui đến từ nỗi khổ đau của người khác. Và đó là gương mặt của chính tôi. Con quỷ mà tôi triệu hồi đêm ấy chính là một bản thể tàn độc và nhẫn tâm, một nhân cách khác của tôi, một thứ được sinh ra từ hận thù và tuyệt vọng đến tận cùng. Không sao cả, tôi sẽ để vị thần hộ mệnh của mình làm những việc cần làm. Khi gặp đau khổ, hãy phản kháng đi, mọi chuyện mới có thể kết thúc. Ngày hôm ấy, những người trong trường của tôi thật kỳ lạ, gương mặt của họ đi đâu hết rồi. Vẫn như mọi ngày, tôi bật dậy khi tiếng chuông báo thức vừa kêu, rồi vội vàng chạy đi học cho kịp giờ. Khi đi qua phòng bếp, hình như mẹ tôi có gọi với theo nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Hôm ấy, trên đường chẳng có ai, con đường vốn luôn tấp nập học sinh đi đi lại lại, giờ chẳng thấy đến một bóng dáng. Sao thế nhỉ? Mọi người đi đâu hết rồi? Nhìn vào đồng hồ thì cũng đã sắp muộn. Chắc có lẽ là họ đến trường rồi. Nhưng đây không phải là sự việc kỳ lạ nhất mà tôi gặp vào sáng nay. Khi gần đến nơi, tôi phát hiện ra ngôi trường của mình giăng kín sương mù. Sương mù thường có vào mùa đông, nhưng hiện tại đang là giữa mùa hè cơ mà. Vì sương mù dày đặc nên tôi khó lòng nhìn rõ được học sinh trong trường, hay nói đúng hơn là không thể nhìn rõ mặt của họ. Những người ấy đi đi lại lại một cách chậm chạp trong mớ sương mù kỳ lạ. Khi vào lớp, tôi phát hiện ra rằng đám sương ấy còn tràn vào tận đây, che kín đi gương mặt của những người đang ngồi trong lớp. Trời ạ, sao mọi thứ lại kỳ cục như vậy? Nhưng sự điên cuồng của buổi sáng hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó. Dù gương mặt của những đứa bạn tôi đã bị sương mù che phủ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được chúng nó đang nói gì đó. Hay đúng hơn là đang thầm thì bằng những âm thanh rất kỳ lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu được. Tôi cố tìm kiếm đứa bạn thân, rồi nhận ra mình chẳng thể phân biệt được ai với ai. Lúc này, một bước ngoặt khác xảy đến. Dần dần, khi ánh nắng bên ngoài len lỏi vào lớp học, màn sương mù trên mặt mọi người bắt đầu tan ra. Và đó là cảnh tượng hãi hùng nhất mà tôi từng nhìn thấy. Vẫn là gương mặt của những người bạn lớp tôi, vẫn mắt mũi miệng, vẫn nụ cười ấy, nhưng lại được đóng trong một cái khung với viền đen và nền trắng, trông như là những chiếc bài vị đang di chuyển vậy. Thật kinh khủng. Tôi vội vàng chạy khỏi lớp học trong cơn bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra điên cuồng vượt qua sức chịu đựng của tôi. Khi tôi về đến nhà, mẹ đã đứng ở trước cửa. Bà nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói, sao con lại đi học? Hôm nay là chủ nhật mà. Tôi giật mình, tôi đã đi học nhầm ngày ư? Nhưng những thứ mà tôi thấy là gì vậy? Sáng thứ hai, tôi lại đi học như bình thường. Ngôi trường và những đứa bạn của tôi cũng trở lại bình thường. Tôi thắc mắc rằng, đâu mới là dáng vẻ thực sự của họ? Bỗng một ngày, trường tôi lan truyền thông tin rằng trong số những giáo viên mới đến, có một người là ma cà rồng. Ngôi trường này là một trường nội trú ở vùng cao hẻo lánh, nằm lọt thỏm giữa rừng, gần như trở thành một nơi biệt lập và chỉ có vài chục học sinh. Chính vì sự hẻo lánh và khó khăn này mà mỗi năm sẽ có vài giáo viên từ thành phố lên đây để dạy luân phiên lớp học bồi dưỡng buổi tối thay cho những giáo viên hiện tại. Thông tin về người giáo viên ma cà rồng ấy đã làm toàn bộ học sinh trong trường tôi sôi sục lên. Vì ai cũng biết ma cà rồng sẽ tiến hành cuộc đi săn của mình vào mỗi đêm trăng tròn. Chúng tôi đoán già đoán non xem rốt cuộc ai trong số họ là ma cà rồng.
Và tại sao lại chọn ngôi trường này làm địa điểm đi săn của mình? Muốn biết đáp án thì chỉ có thể đánh giá từng người một, và bên cạnh đó cần phải tiến hành thật nhanh vì đêm trăng tròn tiếp theo đã sắp đến. Ai mà biết được lớp học nào sẽ vinh dự trở thành lớp học may mắn trong cuộc đi săn của con ma cà rồng này chứ? Có tổng cộng 3 giáo viên mới vừa đến giảng dạy ở trường tôi, gồm 1 nam và 2 nữ. Vào bữa ăn đầu tiên, chúng tôi đã nhanh chóng loại trừ được cô giáo dạy môn tiếng Anh. Cô ấy cho rất nhiều tỏi vào phần ăn của mình. Tất nhiên, chúng tôi biết macaron là loài rất ghét tỏi. Sau đó, thầy giáo dạy thể dục tiếp tục được loại trừ. Vì theo như lời thầy chia sẻ trong quá trình giảng dạy, thầy là một con chiên rất ngoan đạo. Lẽ dĩ nhiên, ma cà rồng thì không thể nào ngày ngày hướng về thánh giá để cầu nguyện được. Đáp án nhanh chóng được đưa ra. Cô Hibi, giáo viên dạy môn toán chính là ma cà rồng. Ngoài việc cô ấy rất ghét tỏi, thì một vài đứa con gái còn phát hiện ra rằng cô cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời, luôn mặc áo dài tay và rất hiếm khi ra nắng. Đây là dấu hiệu hành vi rõ rành rành của ma cà rồng. Vào đêm trăng tròn hôm ấy, lớp học vinh dự trở thành chiến trường đi săn của cô Hibi chính là lớp tôi. Tối hôm đó, cô Hibi bước vào lớp với ánh nhìn tràn đầy sự thèm khát không hề che giấu. Cô thậm chí còn ngang nhiên khóa luôn cả cửa ra vào và cửa sổ đã nhanh chóng bắt đầu vào bữa tiệc của mình. Cô không lòng vòng nữa mà nói luôn với cả lớp rằng thực ra cô chính là một ma cà rồng. Cô ít khi đi săn, nhưng mỗi lần đi thì đều là một cuộc chơi lớn với nạn nhân lên đến con số hàng chục. Trong lúc cô đang thao thao bất tuyệt, tôi cắt ngang. Cô ơi, cô có biết là trường này vừa xảy ra một vụ thảm sát không cô? Cô Hibi có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe thông tin ấy, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại quay về nét mặt dửng dưng. Cô không quan tâm đến điều đó đâu. Cô Hibi cười trìu mến. Tôi phản bác, nhưng mà trong vụ thảm sát đó, học sinh trường này không có ai sống được hết cô ơi. Đến lúc này, cô Hibi mới lộ rõ vẻ bối rối. Khi cơn thèm khát máu tươi lắng xuống, cô mới bắt đầu nhìn nhận rõ ràng hơn về những điều đang diễn ra. Tất cả học sinh trong lớp vô cùng bình thản, trên gương mặt chúng không hề có dù chỉ là một chút nét sợ hãi khi nghe được có người muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nếu như học sinh trường này đều đã chết sau cái vụ thảm sát đó, vậy thì câu trả lời đúng nhất để giải thích về thái độ của chúng chỉ có một mà thôi. Tất cả bọn chúng đều không phải là người. Những đứa học sinh bên dưới dần dần nở nụ cười với hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Từng tiếng hú phát ra khỏi cổ họng của chúng, nghe như tiếng gọi hồn từ địa ngục. Ánh trăng tròn dần ló dạng sau những rặng núi. Lúc này, cô Hibi nhận ra rằng vào đêm trăng tròn, không chỉ có ma cà rồng mới bắt đầu đi săn, mà còn có tử địch của cô, ngư sói. Lũ ngư sói thường đi theo bầy. Thì ra học sinh của trường này, những miếng mồi thơm mà cô nghĩ mình sẽ nuốt được đều đã bị lũ người sói xé xác trước đó hết rồi. Nếu một ngày bạn nhìn thấy ai đó đang mặc trên người bộ đồng phục rách rưới, dính đầy máu, thì có khả năng người đó đã mắc phải một lời nguyền. Người ta gọi đó là lời nguyền bộ đồng phục của Riri. Vào một buổi sáng tại lớp học nọ, có một học sinh đi vào. Cô ấy mặc một bộ đồng phục dính đầy máu, có những vết rách giống như bị mắc phải đinh nhọn. Người học sinh này chẳng hề có biểu cảm gì khác thường, vẫn ngồi xuống bàn và bắt đầu học tập như thường ngày, không hề ngại ngùng khi khoác trên người bộ đồng phục kỳ lạ như vậy. Điều khiến người ta khó hiểu là khi có ai đó hỏi người học sinh này về bộ đồng phục, thì cô ấy lại trả lời rằng mình thấy nó bình thường mà. Điều đặc biệt nhất là trên bảng tên của bộ đồng phục ghi dòng chữ Riri, một cái tên xa lạ. Sau đó, người ta biết rằng người học sinh này đã dính phải một lời nguyền. Một đặc điểm của lời nguyền này là nạn nhân không thể nhìn thấy được hình dáng thực sự của bộ đồ mình đang khoác lên người, trừ khi họ nhìn qua gương. Dần dần, điều này trở thành một truyền thuyết đô thị. Nếu một ngày bạn đi ra đường, nhìn thấy vô số ánh mắt của người khác dán vào mình mà chẳng hiểu lý do tại sao, thì rất có thể trong mắt của họ bạn đang mặc một bộ đồng phục đẫm máu. Lúc đó, bạn đã có tên trong danh sách của tử thần. Những người mắc lời nguyền đồng phục đẫm máu đều không thể sống sót qua ngày tiếp theo. Họ chết do những tai nạn đột ngột. Những cái chết đều có nguyên nhân đến từ những vật nhọn bằng kim loại như dao, đinh hoặc kéo. Lời nguyền này đến từ một cô bé có hoàn cảnh bi kịch, tên là Riri. Riri là một nạn nhân của bạo lực học đường trong nhiều năm. Nguyên nhân đến từ việc em bị thiểu năng trí tuệ dạng nhẹ. Ở trường mà Riri theo học, có hàng rào được làm bằng kẽm gai. Một lần, đám bạn trong lớp đã bắt Riri phải bò qua một cái lỗ trên hàng rào kẽm gai đó. Cái lỗ ấy khá nhỏ,
Dù Riri vô cùng gầy yếu, nhưng khi em bò sang, thì những cây đinh nhọn gỉ xét của hàng rào đã cào rách từng đường trên da thịt của Riri, khiến máu dính đầy trên bộ đồng phục trắng tinh. Sau hôm đó, Riri chết. Người ta nói những vết thương gây ra bởi kiếm gai đã khiến cô bé ấy bị uốn ván. Kể từ đó, lời nguyền bộ đồng phục của Riri đã bắt đầu. Nó chuyên săn đuổi những kẻ hay ỷ mạnh hiếp yếu. Cũng có lời đồn rằng, trước khi dính phải lời nguyền, những người ấy khi đi ở nơi vắng vẻ thì bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Lúc quay đầu lại, họ nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồng phục đầy máu đang bò dưới mặt đất, dần dần tiến về phía họ. Đó chính là Riri. Sự đáng sợ của lời nguyền này là người ta cũng không biết khi nào mình chính là nạn nhân. Có thể đó là lúc tất cả mọi người xung quanh bỗng nhìn về phía bạn. Có thể là lúc bạn cảm thấy lo sợ khi cầm trên tay những thứ sắc nhọn bằng kim loại. Hoặc cũng có thể nó bắt đầu từ trong đêm tối, khi bạn chợt nghe có ai đó gọi tên mình. Nếu ngày đó đến, hãy thử nhìn vào gương, biết đâu bạn lại thấy mình đang khoác lên người bộ đồng phục bị nguyền rủa.